Ok, Hùng Lê xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì lẽ ra video này sẽ được làm từ thứ bảy tuần trước, tức là vào ngày kết phiên cuối tuần, tức là hết ngày mùng 7 tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên là sau video sau bản tin bản điểm tin ngày video số 24 thì Hùng Lê có một chuyến công tác tại quê nhà, vì vậy nên là không tiếp cận được nhiều thông tin, vì vậy nên là cũng ngày hôm nay thì cũng khá là bận nên bây giờ mới có thể tổng hợp một số các thông tin tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái góc nhìn tình hình thị trường trong tuần tới, bởi vì là cái phiên ngày hôm nay lẽ ra thì Hùng Lê sẽ không làm bản điểm tin này, nhưng mà phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên khá là nhạy cảm, vì vậy có một số các cái tín hiệu mà chúng ta sẽ cần phải trao đổi để tất cả các anh chị em của chúng ta sẽ có những cái định hướng giao dịch ở trong tuần này. Và thêm một lý do nữa, đấy là trong bản tin bản điểm tin video số 24 thì Hùng Lê cũng đã nhận được một số các cái comment của bạn Phượng Phượng và Phan Công Nhận. Thì trước hết là xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng đồng hành và cùng có những cái tương tác để xây dựng một cái cộng đồng những nhà đầu tư ngày càng thành công. Và trên cơ sở những cái nhận xét đấy thì trong bản tin video ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ đề cập đến một số các ý kiến của các anh chị. Và trên trang Facebook chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiếc 9 thì hiện tại là có 37 người đang đây, có 37 người đang muốn tham gia nhóm. Nhưng mà vì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê cũng bận công tác, vì vậy nên là không có thời gian, và nói đúng hơn là đi phượt ở trên rừng nên là cũng không có tín hiệu internet để có thể là phê duyệt. Bởi vì là tất cả những anh chị em tham gia nhóm thì Hùng Lê sẽ xem rất kỹ trên cái trang Facebook cá nhân, bởi vì tránh những cái nick ảo, những cái nick mà vào room để làm với những cái mục đích khác chứ không phải là mục đích xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư. Thì đấy là những cái câu chuyện mà Hùng Lê và các cộng sự sẽ kiểm duyệt tất cả các trang Facebook mà anh chị đăng ký để tham gia nhóm. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có một comment của anh Công Nhận, tức là ý là khuyến nghị thì là chúng ta sẽ không nên đi quá nhiều mã cổ phiếu, và như thế thì sẽ làm cho chúng ta bị phân tâm. Thì đây cũng là một ý kiến rất là hay, bởi vì là trên thực tế thì cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta rất là đa dạng. Có người sẽ ưu tiên những mã bất động sản, có người thì sẽ thường xuyên theo dõi về dầu khí, có người thì yêu thích mảng chứng khoán, có người thì yêu thích mảng ngân hàng, có người thì yêu thích những cái mã mà liên quan đến sản xuất hoặc là liên quan đến dịch vụ. Như thế thì nó mới hình thành nên một cái thị trường. Vì vậy nên là ban đầu cái ý tưởng của ông Lê cũng như các cộng sự sẽ muốn là sẽ đưa một cái góc nhìn tổng quan nhất, và những cái mã cổ phiếu có những cái tín hiệu tích cực nhất đến với anh chị nhà đầu tư. Nhưng mà qua ý kiến của anh Công Nhận thì trong team cũng sẽ rút kinh nghiệm, và chúng ta cũng sẽ chỉnh sửa lại cái bố cục của bản tin video để làm sao đấy chúng ta có được một cái bản tin tốt nhất để đem đến lại cho nhà đầu tư. Và những mã cổ phiếu thì khả năng là chúng ta sẽ nên tương tác giống như thế này, tức là chúng ta ở mỗi một trên sẽ tương tác ở trên trang trên group Facebook, thì mỗi một tuần khi mà bản tin điểm tình hình thị trường ở trong tuần được up lên ở trên kênh YouTube thì Hùng Lê sẽ up đường link lên bản tin ở trên tường của trang Facebook. Và như thế thì các anh chị sẽ tương tác trực tiếp, tức là ví dụ như là bạn Hùng Thanh Lưu thì bạn sẽ hỏi những cái mã cổ phiếu trực tiếp vào ở những cái dòng comment ở trên cái bản tin của tuần đó. Thì như thế thì là chúng ta sẽ cùng tương tác và trả lời ở trên này, thì như thế thì khả năng nó sẽ thích hợp hơn. Đấy, sẽ thích hợp hơn rất là nhiều. Đấy, và rất nhiều các cái bản tương tác của các anh chị. Đấy, ví dụ như là anh Xuân Lê thì có hỏi là DHG, thì sau đấy thì ông Lê cũng đã comment và cũng đã có những cái phân tích sơ bộ để
các anh chị có được một cái góc nhìn tổng quan hơn. Thì khả năng cao thì là từ bản tin 25 trở đi thì Hùng Lê sẽ không điểm các mã cổ phiếu cục bộ, mà trên bản tin YouTube chúng ta chỉ điểm qua tình hình thị trường trong tuần. Còn tất cả các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ tương tác ở trên group Facebook, như thế thì nó cũng sẽ là khá là cô đặc. Còn một ý kiến thứ hai của bạn Phượng Phượng, tức là bạn có đề cập đến việc là nhảy ra nhảy vào và tiền phí cho công ty chứng khoán. Thì tất cả các giao dịch của tất cả các nhà đầu tư thì các công ty chứng khoán đều thu phí, một mức phí thì tùy từng công ty. Theo được biết, ví dụ như FPT là 0,15, ở SSI và một số các công ty chứng khoán hàng đầu thì cái mức phí nó sẽ là đắt hơn, sẽ là cao hơn. Và cũng trên thị trường thì chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều cách đầu tư, có nhiều người sẽ đầu tư theo lướt sóng, có những người sẽ đầu tư theo đầu tư giá trị và đầu tư lâu dài. Và mỗi một cái cách đầu tư, có những người thì họ lại chỉ thích những cái mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cao, nhưng những người lại thích những mã cổ phiếu cơ bản và đầu tư lâu dài. Thế thì cái việc mà chúng ta có hay không có việc là mất tiền với công ty chứng khoán thì đấy là do cái cách đầu tư của từng người. Đấy, có những nhà đầu tư người ta trong một năm người ta chỉ giao dịch một lần đến hai lần, nhưng có những nhà đầu tư trending thì người ta giao dịch liên tục, tức là người ta chỉ đánh ở trong một khoảng rất là ngắn, ví dụ T+3, hàng về có lãi là người ta bán. Tức là hàng về có lãi có nghĩa là ví dụ như là phí mua là 0,15, phí bán 0,15, tức là mất 0,3 cộng thuế 0,1, tức là ví dụ như là lãi 1% là người ta cũng sẵn sàng người ta bán. Khi thị trường có những tín hiệu xấu thì người ta sẵn sàng bán, bởi vì sao? Bởi vì sau khi trừ phí rồi người ta vẫn được 0,6%, 0,6 là hoặc là 1%, ví dụ như thế. Thì nếu chúng ta tính trên lãi suất ngân hàng thì đấy cũng là một cái mức lời khá là tốt. Tức là cái cách mà các nhà đầu tư giao dịch ở trên thị trường thì cũng khá là khác nhau. Và mỗi một anh chị chúng ta sẽ tự trải nghiệm và tự tìm ra cho mình một phương pháp đầu tư riêng. Còn bạn có đề cập đến target. Tức là target là gì? Chúng ta phải hiểu rằng là thị trường thì luôn luôn vận động, và thị trường của chúng ta thì chịu tác động của rất nhiều các yếu tố. Đấy là yếu tố kinh tế vĩ mô, yếu tố về địa chính trị của thế giới và tất cả những yếu tố nội tại trong nước. Vậy khi tại thời điểm chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ không thể tiên lượng hóa được là ngày mai Mỹ có đánh Iran hay không, hay là ngày mai Mỹ sẽ cấm vận ai, hay là ngày mai Mỹ có tiếp tục chiến tranh thương mại với Trung Quốc hay không. Đấy, thì tất cả những cái yếu tố thông tin về vĩ mô thì chúng ta sẽ chỉ lượng hóa được một phần. Và khi mà chúng ta đưa ra target, đấy là lúc chúng ta phân tích nội tại của thị trường, và chúng ta phân tích tất cả các yếu tố kỹ thuật cơ bản của một mã cổ phiếu. Vậy target đặt ra là chúng ta xây dựng một cái hình mô hình về tương lai trên cơ sở nền tảng các cái yếu tố hiện tại của chúng ta đang có. Đấy, ví dụ như là bây giờ chúng ta, bạn có nhắc đến rất nhiều các mã cổ phiếu, ví dụ ACB, Vietcombank, Công Thương, MBB. Ví dụ mình sẽ nói Vietcombank. Vietcombank thì rất nhiều các bản tin theo suốt chiều dài các bản tin trước thì trong nhóm đều đã nói rất nhiều đến mã Vietcombank. Nhưng mà Vietcombank khi đạt đến target của Vietcombank, đấy là vùng 70 đến vùng 71, thì Vietcombank cần phải có những phiên. Bạn lưu ý là trong quá trình mình phân tích thì mình luôn nói là điểm mua hết là những điểm mà cổ phiếu phải thỏa mãn được tất cả các yếu tố để có thể đi đến một cái đích xa hơn. Chúng ta cũng thấy rằng là Vietcombank liên tục ở vùng giá 63.5 đến vùng giá 64, là Vietcombank chưa thể break ra khỏi cái kênh xu hướng tăng của cái trend tăng này. Thế thì bạn nên nhớ là khi chúng ta phân tích thì chúng ta kèm thêm các điều kiện. Chúng ta kèm thêm các điều kiện để có thể đi được đến target này. Giống như chúng ta xây một ngôi nhà, sau khi xây phần móng xong chúng ta lên tầng 1, thì chúng ta cần quan sát được khi hết tầng 1 thì chúng ta có những điều kiện gì để chúng ta đổ cái nhà đấy có thể lên được tầng 2. Ví dụ như lên hết tầng 1 mà giàn giáo sập hết rồi thì chúng ta có xây được tiếp tầng 2 không ạ? Chắc chắn chúng ta không thể là xây tiếp được tầng 2, mặc dù là định hướng của chúng ta là cái ngôi nhà này là 3 tầng. Đấy, thì bạn nên nhớ là trong quá trình chúng ta phân tích thì chúng ta luôn kèm thêm các cái yếu tố về các cái điều kiện nền tảng để mã cổ phiếu có thể đi được đến đích. Và rõ ràng là
Vietcombank chạy chật gần, nếu nếu mà xem trên biểu đồ nến tuần, mình sẽ bật trên biểu đồ nến tuần thì Vietcombank có đến 1 2 3 4 5 6 7 gần gần 4 tuần, 5 tuần giao dịch. 5 tuần giao dịch Vietcombank không thể vượt qua nổi vùng giá 63.5 đến vùng giá 64, với volume của phiên đạt khoảng từ 2,5 đến volume của phiên sẽ đạt khoảng từ 2,5 đến 3 triệu cổ phiếu. Tức là những cái điều kiện đấy chưa đạt thì Vietcombank chưa thể về được cái vùng target chúng ta đề ra, đấy là vùng khoảng vùng giá 70 đến 71. Hay là bạn có nhắc đến đây SSI, BIDV, FPT, VCG, ví dụ PLX à? Đâu mình đọc thấy công thương, VNIDV, FPT. Đấy, tức là một số các cái nền tảng để chúng ta có thể phân tích. Hoặc là ví dụ như là trong cái bản, trong bản tin đây, bản tin mà chúng ta phân tích cái sóng năm của thị trường, sóng năm của thị trường, sóng năm của thị trường là về đây, target sóng 1 trong 5 lớn vẫn không thay đổi, đấy là vùng 1020 đến vùng 1040. Tuy nhiên để đạt được, các anh chị lưu ý là để đạt được thì khả năng cao thị trường cần thời gian để tích lũy vùng nền 980 đến 985. Đấy, tức là khi mà thị trường, tức là khi chúng ta đưa ra một cái target thì chúng ta cần phải nhìn nhận ở nhiều góc cạnh. Đấy, nền tảng tích lũy của thị trường, và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì cái nền tảng tích lũy của VN Index ở vùng 980 và 985 đã bị phá vỡ. Khi một trong những cái nền tảng tích lũy để thị trường có động lực để tăng lên cái mức target của sóng chúng ta đề ra thì chúng ta cần một cái nền ở dưới, và cái nền đấy phải chắc, phải xây chắc thì mới đi lên được. Và cái nền đấy bị phá vỡ thì có nghĩa là cái target của mình đặt ra nó không đúng như là kịch bản chúng ta đã đề ra. Vì vậy nên là khi mà những kịch bản mà không như mong muốn hoặc là không như chúng ta đề ra thì chúng ta phải ngay lập tức mà chúng ta sẽ phải nương theo thị trường để chúng ta có những hành động. Và chính vì lý do như vậy nên là tối nay mặc dù là lẽ ra thì Hùng Lê sẽ không làm bản tin của tuần này, bởi vì là hôm nay đã là thứ hai, nhưng mà vì một số các cái yếu tố như thế thì Hùng Lê cũng muốn là giải thích để cho tất cả các anh chị em chúng ta cùng nhìn nhận ở một cái góc độ khách quan nhất. Hoặc là ví dụ như là mã PLX, PLX thì target đấy, bạn trong comment của bạn cũng có nhắc đến PLX, nhưng mà hình như là hôm trước thì mình đọc là thấy có PLX, nhưng mà bây giờ không biết mã PLX thì hình như không thấy ở trong này, không biết là bị xóa à, đọc thêm hay như nào đấy. Thì bạn bảo là PLX là mình đặt ra cái target là vùng giá 75 thì có đạt được không, ví dụ như thế. Thế thì là tại sao chúng ta lại xây dựng PLX ở một target 75, bởi vì là chúng ta nhìn thấy một cái nền tảng ở cái vùng nền tích lũy và cũng đã có những điểm mua gom, những điểm mua hết để chúng ta giảm thiểu các cái quản trị rủi ro. Và khi mà chúng ta phân tích target của PLX ở vùng giá 75 thì chúng ta cũng phải nhắc đến ở những cái điểm là vùng giá từ vùng giá 67.7 đến vùng giá 68, PLX cần phải break qua vùng giá này và với một cái volume đạt khoảng từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu, thì khi có một cái nền tảng tích lũy tại cái vùng đấy tốt và chắc chắn như thế thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin là PLX hoàn toàn đạt được đến vùng giá 75. Tuy nhiên ví dụ như đến tại cái vùng giá mà 67 đến 67.5 đến vùng giá 68 mà PLX không đạt được những các yếu tố như mình đã phân tích thì cái target đấy nó sẽ không đạt được. Tức là gì? Thị trường nó luôn luôn vận động và chúng ta phải thường xuyên theo sát để chúng ta có những cái hướng hành động cụ thể ở trong từng thời điểm. Chứ chúng ta cũng không phải là chúng ta cứ đề ra target của PLX là phải 75 thì cứ phải về 75 chúng ta mới bán. Chúng ta không phải như thế. Chúng ta phải quan sát các cái tín hiệu ở trong phiên hoặc là tín hiệu nến tuần. Đấy, thì để chúng ta có những cái cách mà những cái hướng hành động. Và một số các bạn thì cũng có ý kiến là nên phân tích ở trên nến tuần thì nó mới chính xác. Thì đúng thật là như thế, bởi vì là tất cả các bản tin video thì của chúng ta thì mỗi tuần thì chúng ta mới ra một bản tin, thì đấy cũng gần như là một cây nến tuần để chúng ta
cùng phân tích nhìn nhận lại tổng quan ở trong tuần vừa qua, cũng như có những cái góc cạnh nhìn nhận ở trong tuần tới. Thế thì tuần giao dịch từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 9 là một tuần sau khi nghỉ lễ 30 tháng 4, nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, và cũng là một cái tuần trước thềm cơ cấu của các quỹ ETF. Thường trước tuần cơ cấu thì thị trường của chúng ta sẽ có một cái xu thế chung, đấy là thường thường là tích lũy đi ngang và mang một cái trạng thái lình xình. Trước khi mà chúng ta sẽ phân tích đánh giá tình hình thị trường trong tuần nay thì chúng ta sẽ điểm qua một số các mã cổ phiếu trụ mà sẽ tác động đến điểm số của thị trường và cũng như tác động đến những cái sự tăng điểm của VN Index. Thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua VIX. Thì đối với VIX là một mã cổ phiếu mà từ lâu nay thì cũng đã theo suốt các bản tin, thì trong team cũng đánh giá VIX ở góc độ hiện tại thì cái động lực để VIX tăng giá là không còn nhiều, và khả năng cao thì VIX đang có những phiên đi ngang, vùng đi ngang từ vùng giá 100 đến vùng giá 110, đấy là cái vùng giá phân phối của VIX. Thì đối với VIX thì nó chỉ mang tính chất là giữ nhịp thị trường và giữ nhịp về điểm số, và chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại thì VIX đang bị mất thanh khoản, và chúng ta cũng đối với VIX thì chúng ta cũng không tham gia. VHM hoàn toàn tương tự. Đối với VHM thì cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là chỉ dành cho những nhà đầu tư tổ chức, còn đối với những nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta cũng không nên tham gia, bởi vì là cái cách vận động về đường giá của VHM cũng khá là khó chịu, và nói chung là cũng khó kiếm ăn đối với mã cổ phiếu VHM. VRE. Đối với VRE thì tất cả các bản tin cũng theo suốt cả một chiều dài các bản tin, thì đối với VRE hiện tại tín hiệu khá là xấu. Khá là xấu khi VRE đã thủng đường hỗ trợ MA30. Các bạn chờ mình một tí xem MA30 nào. Đã thủng ngưỡng hỗ trợ MA30. Những tín hiệu hiện tại thì cũng chưa có những cái tín hiệu mà có thể giúp cho VRE có thể tăng giá. Chúng ta cùng đi một số các mã cổ phiếu về ngân hàng. Vietcombank, như chúng ta đã phân tích Vietcombank ở rất nhiều các bản tin video trước, thì Vietcombank hiện tại đang vận động quanh vùng giá từ 60 đến vùng giá 62, và hiện tại Vietcombank vẫn chưa vượt được ngưỡng cản trên. Trong những tuần vừa qua thì thanh khoản của Vietcombank cũng khá là yếu. Thì đối với mã Vietcombank hiện tại, tất cả những anh chị nào chúng ta đang nắm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt, chúng ta không mở các điểm mua mới, và những tín hiệu hiện tại của Vietcombank thì cũng khá là yếu. BID. BID đã có một nhịp tăng tốt, và đối với tất cả các cổ phiếu ngân hàng thì hiện tại BID đang khá là khỏe. Và trong các bản tin trước thì chúng ta đã phân tích rằng BID cần tích lũy lại nền từ khoảng vùng 31 đến vùng giá 32. Thì cái nền tích lũy ở vùng giá 31 đến vùng giá 32 của BID đã thành công. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của BID thì chúng ta cũng sẽ nắm giữ để chúng ta canh, để chúng ta chốt lời, và target của BID thì vẫn ở vùng 37, vẫn ở vùng giá 37, thì chúng ta sẽ theo dõi tín hiệu trong phiên. Đối với CTG thì hiện tại chúng ta thấy rằng tín hiệu hiện tại của CTG thì cũng khá là yếu. Và khi CTG đang gặp một cái ngưỡng kháng cự cũng khá là lớn, đấy là tại vùng giá từ 28 đến vùng giá 29, và khi chạm vần đến vùng giá này thì CTG đã có những phiên bật mạnh xuống, và hiện tại thì chúng ta thấy rằng dòng tiền đang đổ vào CTG cũng khá là yếu. Thì đối với hiện tại CTG chúng ta cũng nếu những anh chị nào đang còn nắm giữ thì chúng ta sẽ nắm giữ để chúng ta canh để chốt, còn chúng ta sẽ không mở điểm mua mới đối với CTG. Chúng ta cùng đi một số mã trụ của ngành dầu khí GAT. Đối với GAT
đối với Gap hiện tại thì những tín hiệu hiện tại của Gap thì cũng khá là ổn. Tuy nhiên là về thanh khoản, chúng ta thấy rằng về thanh khoản thì gần như Gap đã mất hết thanh khoản ở trong những phiên gần đây. Thì như thế là chúng ta đối với Gap thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chờ chốt. Và trong các bản tin trước thì chúng ta đã đề ra target của Gap là khoảng từ vùng 108 đến khoảng vùng 110. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của Gap thì đang tín hiệu về đường giá thì đang tốt, nhưng tín hiệu về khối lượng dòng tiền thì của Gap thì đang khá là yếu. Chúng ta sẽ phải quan sát Gap ở vùng giá 100. Ở vùng giá 100, nếu tại vùng giá 100 này Gap tích lũy và có những phiên đẩy giá đi lên thì chúng ta sẽ nắm giữ để chúng ta chờ chốt lời ở mức cao hơn. Nếu tại vùng giá 100 mà Gap không tích lũy thành công và có những phiên giảm mạnh với volume đạt khoảng từ 400 đến 500k trên một phiên thì chúng ta cũng sẽ xem xét để bán chốt lời cổ phiếu này PLX. Đối với PLX thì hôm nay PLX có một phiên rất là tích cực khi mà thanh khoản của PLX đạt gần 1,8 triệu cổ trên 1,8 triệu cổ phiếu, và giá đóng cửa, mặc dù PLX không đóng cửa được giá ở mức giá cao nhất, nhưng hiện tại PLX đang đóng cửa giá 69,5, tức là đã break qua khoảng đây, qua cái vùng giá đây. Nếu chúng ta xem ở trên nến tuần thì chúng ta sẽ xem được 3 tuần. Sau 3 tuần thì PLX đã vượt qua được cái vùng giá ở đây là khoảng khoảng vùng giá 68,9, tức là khoảng vùng giá 69, khoảng vùng giá 69 sau 3 tuần. Thì đối với PLX thì chúng ta hoàn toàn chúng ta nắm giữ và chúng ta chờ những cái mức target tiếp theo của PLX. PVS hiện tại đối với PVS thì PVS hiện tại PVS thì đang đang vận động, tức là PVS vẫn chưa thể bứt phá ra khỏi vùng 22, tức là vùng vùng giá 22 là một cái vùng cản cũng khá là lớn của PVS ở trong nhịp này. Thì đối với PVS hiện tại chúng ta cũng không mở điểm mua mới, chúng ta chỉ nắm giữ và chúng ta chờ chốt. PVD hoàn toàn tương tự như PVS thì hiện tại PVD cũng đang vận động ở khoảng vùng giá 14,5 đến khoảng vùng giá 14,8, tức là tương đương với lại MA30. Thì đối với những tín hiệu hiện tại PVD thì chúng ta cũng sẽ không mở các điểm mua mới, mà chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu tiếp theo của PVD. Vinamilk. Đối với Vinamilk thì rất rất nhiều các bản tin, các anh chị có thể xem lại rất nhiều các bản tin trước thì Vinamilk đây là Vinamilk đã sao chia, thì rất nhiều các bản tin trước thì đối với cổ phiếu Vinamilk thì team đều khuyến nghị các anh chị không tham gia, bởi vì là hiện tại với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì rất khả năng rất cao là Vinamilk sẽ về lại ở nền giá 120 để Vinamilk có tích lũy lại một cái nền giá mới và hình thành nên một cái xu hướng mới. Hình thành nên một xu hướng mới. Còn đối với những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì là không thực sự là tích cực. Và nếu những anh chị nào mà chúng ta đang nắm giữ Vinamilk thì chúng ta cũng có thể xem xét những cái phiên nhịp hồi để chúng ta có thể thoát hàng ở một cái mức cao hơn. Còn những tín hiệu hiện tại của Vinamilk thì khá là yếu. Một cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền và dẫn dắt trụ đấy là SAB. Với SAB thì với những cổ phiếu như thế này thì nó cũng chỉ mang tính chất là giữ nhịp và dẫn dắt thị trường. Giữ nhịp và dẫn dắt thị trường chứ cũng không không có nhiều các cái yếu tố để chúng ta tham gia đầu tư và tham gia sinh lời đối với những mã cổ phiếu này. Hiện tại thì SAB đang có những tuần tích lũy quanh cái nền giá 220. Quanh nền giá 220. Quanh
của anh nền giá 220 và cũng đang vận động ở trên đường MA30. Thì đối với những anh chị nào đang có nắm giữ SAB thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở cái ngưỡng hỗ trợ của SAB là 220. Mansan. Đối với Mansan thì sau một quãng thời gian khoảng 4 tuần. Sau một quãng thời gian khoảng 4 tuần tích lũy ở quanh nền giá từ vùng giá 90 đến khoảng vùng giá 94. Quanh vùng giá 94 thì Mansan đã có những phiên giao dịch kém tích cực khi mà thanh khoản của Mansan tiếp tục bị đẩy xuống thấp và đường giá thì tiếp tục vận động đi ngang. Với những tín hiệu hiện tại của Mansan thì đối với những anh chị nào chúng ta đang có nắm giữ mã cổ phiếu Mansan thì chúng ta có thể quan sát thị trường và chúng ta có thể xem xét chốt dần Mansan ở khoảng vùng giá từ 92 đến vùng giá 93. Nếu trường hợp Mansan thủng vùng giá 90 thì đấy là một tín hiệu rất là xấu, và khi Mansan thủng vùng giá 90 với volume đạt khoảng trên 1 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem xét và chúng ta có thể bán ra toàn bộ các mã cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ. BVH. BVH thì đối với BVH thì tín hiệu đường giá thì đang khá là tích cực. Tuy nhiên BVH trong nhịp tăng này, BVH đi lên nhưng không có thanh khoản và không có dòng tiền. Target của BVH chúng ta đã đề ra ở quanh vùng giá 94 đến vùng giá 95. Và trong tuần thì điểm cao nhất của BVH đã chạm được về khoảng vùng giá 93. Và sau đó thì BVH có những phiên giảm và hai phiên cuối tuần, tức là phiên thứ 6 và phiên thứ 2 hôm nay thì BVH đã có hai phiên giao dịch khá là tích cực khi mà đã lấp được toàn bộ cây nến đỏ xanh liền trước đó là phiên thứ 5. Đối với những tín hiệu hiện tại của BVH thì chúng ta cũng, những anh chị nào chúng ta đang có mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát để có thể chốt lời ở những vùng giá cao hơn. Còn mở điểm mua mới thì với những mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ không còn những điểm mua mới. VDC. VDC thì sau một phiên giảm rất mạnh của phiên ngày mùng 4 tháng 9 thì VDC hiện tại đang có một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh vùng giá 146. Và với những tín hiệu hiện tại của VDC, thì các anh chị nào đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở phiên ngày mai và phiên các phiên tới. Nếu như VDC mà tại vùng giá 146 không tích lũy thành công và VDC tiếp tục có những cây nến đỏ dài thủng vùng giá 146 với volume đạt khoảng vừa lớn hơn khoảng 1 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta hạ bớt tỷ trọng của VDC, bởi vì chúng ta thấy rằng hiện tại là những phiên tích lũy quanh vùng giá 146 của VDC thì khá là yếu khi mà dòng tiền rất là thấp, chỉ đạt được khoảng từ 300 đến 500 nghìn một cổ phiếu, 300 nghìn cổ phiếu trên một phiên, thì như thế sẽ tín hiệu sẽ rất là xấu. Chúng ta cùng điểm một số các cái mã cổ phiếu chứng khoán. Đầu tiên là SSI. Đối với SSI hiện tại, thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà SSI đã gần như là chạm được đến vùng 32.2 trong phiên ngày 30 tháng 8 thì liền sau đấy thì SSI đã không giữ được nhịp, tức là đã không giữ được cái nền tích lũy và nền break vừa mới vượt qua, thì SSI đã có hai phiên giảm mạnh. Tuy nhiên liền sau đấy thì SSI cũng đã có những phiên giao dịch hết sức là tích cực khi mà lấp hết toàn bộ cái
những cái phiên giảm mạnh ở trước đó và hiện tại đang đóng cửa giá 31.3. Tuy nhiên một điểm khá là tiêu cực của thị trường hiện tại đấy là gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đều mất thanh khoản. Điều đó chứng tỏ rằng dòng tiền đang hết sức là e ngại về quan ngại về thị trường. Thì đối với SSI hiện tại thì các anh chị nào đang có hàng chúng ta cũng sẽ nắm giữ để chúng ta xem xét chốt lời, còn cũng không khuyến nghị chúng ta mở các cái điểm mua mới. Hoàn toàn tương tự như là SSI thì VND cũng sau khi mà VND đã vượt thoát và chạm về vùng giá 22.3 thì VND đã có một phiên giảm khá là mạnh, nhưng liền sau đó thì VND cũng đã có những phiên để lấp hết toàn bộ những cái tín hiệu nến xấu. Thì đối với VND thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta cũng sẽ nắm giữ để chúng ta quan sát ở trong cái biên độ tích lũy của VND. Đấy là ở khoảng vùng giá từ 21 đến vùng giá 22.6. Thế là vùng biên tích lũy và chúng ta sẽ quan sát ở VND ở trong vùng này. Nếu như một trong hai các yếu tố thỏa mãn, ví dụ như thủng ngưỡng trên hoặc là thủng ngưỡng dưới thì chúng ta sẽ có hành động để chúng ta xử lý. Nếu thủng ngưỡng dưới thì chúng ta sẽ có thể xem xét để chúng ta hạ dần tỷ trọng. Còn nếu thủng ngưỡng trên, tức là break qua khoảng vùng giá 22.5 với volume đạt khoảng 2 triệu cổ phiếu, thì target tiếp theo của VND thì chúng ta sẽ hướng VND về khoảng vùng giá 25 đến vùng giá 26. HCM. Đối với HCM thì hoàn toàn tương tự như là các mã chứng khoán chúng ta vừa mới phân tích, tức là sau khi mà đạt được lên vùng giá 63 thì HCM đã không tích lũy thành công và không giữ được cái vùng giá 63 và có những phiên liền sau đấy thì giảm rất là mạnh. Và một điểm tích cực duy nhất của VND của HCM đấy là đã có những phiên để lấp lại một phần các cái phiên giảm giá mạnh ở trước đó. Thì hoàn toàn tương tự đối với VND thì chúng ta sẽ, những anh chị nào đang có hàng chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát thêm các phiên tiếp theo. Và đối với HCM thì chúng ta sẽ phải quan sát ở trong ngưỡng khoảng từ vùng giá 59 đến khoảng vùng giá trong vùng 59 đến vùng giá 63. Nếu thủng một trong hai các yếu tố thì chúng ta sẽ có những hướng hành động, tức là nếu mà thủng ở ngưỡng trên thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Tuy nhiên nếu thủng ở ngưỡng dưới và với volume đạt khoảng từ 500.000 cổ phiếu trên một phiên thì chúng ta sẽ xem xét để hạ dần tỷ trọng. Một số các blue chip khác chúng ta sẽ xem hai mã, đấy là Bình Minh và HPG và thêm mã ACB. HPG. Đối với HPG thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn quan sát được rằng vùng giá 40 là một vùng cản khá là mạnh của HPG. Thì đối với các anh chị nào đang nắm giữ HPG thì chúng ta có thể nắm giữ để chúng ta quan sát ở các phiên tiếp theo. Còn đối với HPG thì bây giờ chúng ta sẽ không khuyến nghị mở mua mới, bởi vì đến thời điểm hiện tại nó là khá là nguy hiểm và khá là nhạy cảm. Thì vùng giá 40 là cái vùng cản mà khá là lớn của HPG. BMP, Bình Minh thì nó đang có một số các thông tin khi quỹ loại ra khỏi danh mục. Tuy nhiên là thường là những cổ phiếu mà bị loại ra thì các nhà tạo lập lại của trong nước lại có những phiên đánh lên và sẽ có một cái nhịp tăng ở sau khi mà quỹ loại. Còn đối với những tín hiệu hiện tại của BMP thì Hùng Lê cũng thấy rằng đã có một số phiên dòng tiền lớn đã được đẩy vào và hiện tại thì BMP đang tích lũy ở quanh nền giá 56. Và giá đóng cửa của Bình Minh thì cũng đã vượt đường MA30, như thế là những cái tín hiệu cũng khá là tích cực. Tuy nhiên Bình Minh thì sẽ gặp một số các cái ngưỡng cản trước mắt, những cái vùng cản rất lớn, đấy là khoảng vùng giá từ 60 đến vùng giá 62. Thì đối với thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ không mua mới, và chúng ta nếu đang có hàng thì chúng ta sẽ nắm giữ để chúng ta có thể chốt
lời hoặc là hạ dần tỷ trọng. Đối với ACB, ACB thì một mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt chỉ số ở trên HNX, trên chỉ số HNX. Tín hiệu dòng tiền ở trong tuần trước của ACB thì khá là tốt, tuy nhiên là trong tuần này thì chúng ta thấy rằng từ phiên thứ 5, phiên thứ 6 và phiên thứ 2, tức là phiên ngày hôm nay, thì những cái tín hiệu hiện tại của ACB thì khá là yếu, khá là yếu. Và chúng ta lưu ý là ACB thì chúng ta vừa mới chia và cái vùng giá mà chúng ta đặt trước chia đấy là đâu đó khoảng vùng giá 39, nhưng mà sau chia thì nó sẽ là vùng giá 34. Hiện tại đối với vùng quanh vùng giá 34 và hiện tại đang đóng cửa ở vùng giá 32.8, tức là chúng ta đang mất 1.200 đúng không ạ? Ta đang mất 1.200. Thì đối với những tín hiệu hiện tại của ACB thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ACB. Nếu như ACB tích lũy và không thủng ACB tích lũy và không thủng vùng giá 32.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta tiếp tục quan sát. Còn nếu hiện tại, nếu mà những trong những phiên tiếp theo mà ACB sẽ thủng vùng giá 32.5 thì đấy là một tín hiệu xấu và chúng ta sẽ xem xét thêm các yếu tố thị trường chung để chúng ta có những cái hướng hành động tiếp theo. Thì trên đây chúng ta vừa đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu trụ cũng như một số các cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền trên cả hai sàn HNX cũng như sàn HO. Và đây là biểu đồ ngày của chỉ số VN Index, thì phiên thứ 6 tuần trước, tức là phiên ngày mùng 7 tháng 9 là một phiên mà thị trường đã hết sức là tích cực ở những phút giao dịch gần cuối phiên, và cây nến đóng cửa của phiên ngày thứ 6 thì đã bao trùm hết toàn bộ cái phiên giảm giá của phiên ngày thứ 5. Thì như thế là cái tín hiệu của phiên ngày thứ 6 khá là tích cực. Và phiên ngày hôm nay thì gần như thị trường cũng chỉ tăng nhẹ và đang đóng cửa ở vùng giá 970.34. Với tín hiệu chung của thị trường, những cái tín hiệu chung của thị trường thì chúng ta sẽ phải quan sát tiếp phiên ngày mai. Nếu thị trường của chúng ta tiếp tục đi ngang và tích lũy trên nền giá, tức là trên vùng 970, thì như thế thì thị trường của chúng ta sẽ còn tiếp tục có những cái cơ hội để chúng ta có thể đi tiếp. Tuy nhiên nếu thị trường của chúng ta đóng cửa mà thủng vùng giá 970, tức là thủng đường hỗ trợ MA30, thì như thế thì các cái tín hiệu tiếp theo của thị trường khá là xấu. Và về thông tin vĩ mô thì các nhà đầu tư và của chúng ta cũng đang chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo, những cái động thái tiếp theo của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Vì vậy nên là tâm lý giao dịch, chúng ta có thể thấy rằng tất cả các mã cổ phiếu gần như mất hết thanh khoản và dòng tiền chảy vào rất là yếu. Thế thì những qua phân tích những mã cổ phiếu trụ thì chúng ta thấy rằng hiện tại Hùng Lê đánh giá là thị trường của chúng ta khá là tiêu cực. Và việc mà một số các mã cổ phiếu trụ ngày hôm nay giúp cho thị trường của chúng ta không giảm sâu, phải kể đến VIX. Và nếu ngày mai một trong những mã cổ phiếu trụ của chúng ta không còn tác dụng giữ nhịp cho thị trường và các mã cổ phiếu ngân hàng, thì chúng ta cũng thấy rằng hiện tại đang khá là tiêu cực. Thì như thế thì nó sẽ cộng hưởng, thị trường chung của chúng ta sẽ cộng hưởng rất nhiều yếu tố bất lợi từ thị trường chứng khoán thế giới và những tin tức vĩ mô của thế giới, và bản thân nội tại các mã cổ phiếu cũng như nội tại doanh nghiệp, rồi tất cả các yếu tố trước thềm cơ cấu của các quỹ đầu tư nước ngoài. Đấy, thì như vậy thì trong tuần nay sẽ hội tụ rất nhiều các cái yếu tố mà mang tính chất gọi là nó sẽ có những bước ngoặt rất là đột biến, và những cái điều đấy thì chúng ta cũng sẽ không tiên lượng hết được. Vì vậy nên là chúng ta sẽ
tuân thủ kế hoạch đã đề ra, đấy là chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ không mở các điểm mua mới. Và với những mã cổ phiếu anh chị chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta sẽ xem xét các cái động thái ở trong tuần để chúng ta có một chiến lược hành động phù hợp. Đối với kịch bản mà đánh giá rằng động lực tăng giá mạnh cho thị trường thì gần như là không có, khả năng cao thì thị trường sẽ đi ngang và sẽ giảm điểm. Và khi VN Index của chúng ta thủng vùng 970 thì khả năng cao thì VN Index của chúng ta sẽ về vùng hỗ trợ tiếp theo, đấy là khoảng vùng 925 đến vùng 930. Nếu như vùng 970 của chúng ta không giữ được thì khả năng cao thì VN Index của chúng ta sẽ cần phải tích lũy lại vùng nền, và như thế là đâu đó thị trường của chúng ta cũng đang phải giảm đi độ khoảng 40 đến 45 điểm, như thế thì cũng khá là khốc liệt. Thì đấy là đối với chỉ số VN Index. Còn đối với chỉ số HNX Index thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì sau khi mà đã vượt thoát thành công cái vùng tích lũy, đấy là vùng tích lũy 110 đến vùng giá 112, thì hiện tại thì HNX Index lại đang quay về đóng cửa vùng giá 110.69 và lại đi về vùng tích lũy. Thì với những tín hiệu hiện tại của HNX thì chúng ta cũng chủ yếu chúng ta sẽ quan sát các cái động thái tiếp theo của thị trường, còn mở các điểm mua mới hiện tại là Hùng Lê đánh giá là khá là rủi ro. Thì trên đây là bản phân tích tổng quan tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như có những cái nhìn nhận đánh giá xu thế chung của thị trường trong tuần tới, tức là tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 9. Thì về cơ bản là xu thế chung của thị trường thì Hùng Lê đánh giá là khả năng đi ngang và kịch bản giảm điểm sẽ rất là cao, bởi vì sau khi mà xem xét động lực của các mã cổ phiếu trụ, các mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt dòng tiền cũng như các mã cổ phiếu lớn vốn hóa của ngân hàng thì cái động lực tăng giá mạnh nó không còn nhiều. Vì vậy nên là đối với tất cả các anh chị nhà đầu tư thì trong tuần này chúng ta sẽ nên kiên nhẫn chờ đợi, và chúng ta nên quan sát, và tất cả các cái lệnh mua thì chúng ta phải hết sức là thận trọng. Còn những anh chị nào chúng ta đang có hàng thì chúng ta có thể canh các cái nhịp hồi hoặc là nhịp tăng của thị trường để chúng ta có thể hạ bớt một phần thị trọng, để chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta giữ được những cái phần lời khi mà chúng ta đã mua được ở khoảng quanh vùng giá 920 đến vùng giá 930 trong nhịp vừa qua. Và tất cả những cái ý kiến, tất cả những ý kiến phản hồi thì Hùng Lê cũng rất mong các anh chị chúng ta sẽ comment ở đằng dưới các bản tin video, để như thế chúng ta sẽ cùng hoàn thiện và sẽ cùng xây dựng một cộng đồng các nhà đầu tư thành công, và cùng chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm để giúp cho tất cả các anh chị của chúng ta đầu tư thành công hơn và gặt hái được nhiều may mắn ở trên thị trường chứng khoán. Xin chào và hẹn gặp lại.